Quỳnh Thị Kiều Diễm. Có con à, cái phần tiền sử của bạn thì em thấy cái phần gia đình nó bạn kia là chưa ghi nhận bệnh lý liên quan, thì em thì nó chưa có rõ cụ thể rằng là gia đình có ai bị bệnh gì hay không, chứ đi vậy thì nó chưa. Em có nhiều ý kiến đó con. Rồi, như vậy từng tiền sử mình thấy gì mình chưa chia rõ ràng ra ha. Thì dĩ nhiên đầu tiên là tiền sử về bệnh tật, các bạn phải nêu rõ những cái bệnh lý về liên quan đến bệnh khớp lần này thì bạn có ghi, nhưng mà sao cũng chưa có rõ ràng, bạn mô tả chủ yếu là triệu chứng thôi, ví dụ chưa chẩn đoán gì hết thì cũng nêu rõ, hoặc là chẩn đoán ở đâu thì cũng nêu rõ ha. Vấn đề thứ hai nữa là mình nói trong cái bài giảng tôi nói là mình phải coi chức năng vận động của bệnh nhân, chức năng vận động của bệnh nhân sau khi bị bệnh viêm khớp á, thì mấy tháng nay tình hình như thế nào, được không, có thay đổi gì hay không, ngoài cái chuyện tăng huyết áp còn đau âm ỉ cũng thượng vị rồi còn có những cái bệnh lý hậu khoa khác nào hay không ha. Cho nên mình không có ghi gạch đầu dòng như thế, mình phải chia những cái phần rất là rõ ràng, giống như mình trình bày ở trên slide chiếu gì đó, bệnh tật rồi thói quen sống sinh hoạt rồi sản phụ khoa vân vân ha. Ít vận động, ăn nhiều thịt cá ăn rau, như vậy nhiều tiền sử một cái bệnh nhân nữ tiếp cận một cái bệnh nhân nữ bệnh lý về cơ xương khớp tiền sử như thế thì sao các bạn chưa đủ ha? Chưa đủ cái tố nguy cơ loãng xương, mình hôm trước mình có trao đổi rồi đó, về dinh dưỡng về chế độ ăn rau cá bổ sung sữa canxi vitamin D mọi thứ cũng phải gì cũng phải đưa vào ha. Quan trọng trên bệnh nhân này thấy khám có kiểu hình bút xuyên thì vấn đề tiền sử về sử dụng thuốc, đặc biệt là sử dụng các cái thuốc trong vòng mấy tháng nay do đau khớp là xuất hiện có corticosteroid hay không thì mình phải khai thác trong phần này cũng không thấy luôn. Và tiền sử về sản phụ khoa không đơn thuần là gì ba ra, còn gì nữa các bạn, tiền sử về hồi nhiệt mãn kinh rồi tiền sử về các cái bệnh lý sản phụ khoa khác. Cho nên là mình chưa có đầy đủ các cái thông tin, mình phải bổ sung thêm. Rồi đến phần khám lâm sàng, khám lâm sàng bạn Quách Văn Nam, khám lâm sàng như vậy được chưa? Bạn Quách Văn Nam có không? Dạ, em nghe coi. Rồi nhận xét cho tôi cái phần khám lâm sàng. Nói đi tôi nghe. Bạn cứ nói đi. Cô thì em thấy khám bằng khám lâm sàng của bạn cũng hơi đầy đủ không? Đầy đủ mà phải đúng trình tự hay không? À, như mình đã nói hay không ha, chứ không phải chỉ nói là đầy đủ. Hoặc là có khi dư, đúng không? Cô thì bạn khám cũng là theo trình tự khám
Rồi, bạn Hoài Nhi. Dạ, em nghe cô ơi. Cần thăm khám gì, cần bổ sung gì không nữa chị? Em thấy bạn làm cũng đầy đủ rồi cô. Như vậy các anh chị chú ý là các bạn chú ý là khám thì cũng phải khám theo hệ cơ quan nha. Nếu mình ghi là hệ cơ quan thì mình phải ghi hết hệ, ví dụ hệ cơ xương khớp, hệ tuần hoàn, rồi hệ hô hấp, rồi hệ tiêu hóa, chứ không lúc hệ cơ quan có lúc thì mình khám cơ quan, như vậy là không có lô đồng nhất với nhau nha. Rồi, như vậy trên bệnh nhân này ưu tiên là khám phần cơ xương khớp thì mình thấy người ta khám được chưa? Như vậy sắp các cái khớp mình đã nói trong cái bài tiếp cận rồi, là khám các cái khớp cùng một lúc bằng các cái trình tự như là các cái nhìn sờ, khám vận động, chủ động, thụ động ha. Nhưng mà bệnh này bạn thấy gấp duỗi còn đau nhất, rồi gấp duỗi hạn chế, rồi khớp hạn chế vận động gấp duỗi, như vậy vấn đề nhìn mình chưa đủ nữa ha, sờ cũng chưa đủ, và chỉ khám vận động rồi chỉ mô tả cơ năng ở đây là không đặt yêu cầu. Như vậy mình phải nhìn trước, mình quan sát các cái khớp coi nó có gì sưng, biến dạng, lệch trục gì hay không, đúng không? Rồi nó có tấy đỏ gì hay không, rồi có cái teo cơ, các cái vị trí khớp tổn thương nó hay không. Sau đó mình mới khám gì sờ coi đó các cái khớp này ấn nó đau như thế nào, mức độ đau như thế nào, rồi sờ nóng gì hay không nha. Sau đó mình sẽ cho bệnh nhân vận động chủ động, coi giới hạn như thế nào, sau đó sẽ thực hiện vận động thụ động các khớp. Vì giảm phụ hay chi dưới cho nên bạn này là mô tả cơ năng không, không được. Nha. Cơ năng mình đưa vào phòng khám như vậy là sai nha, cho nên là mình không có đưa vào chỗ này. Sau đó mình sẽ khám gì các cái hệ cơ xương khớp khác còn lại có vấn đề gì hay không. Rồi sau đó mình sẽ khám các cái hệ cơ quan khác. Bên kia thì mô tả kiểu hình cốt xin ở trên, mà trên diện tích bệnh phòng, cho nên mình diện tích bệnh phòng thực tế ra mình không có mô tả chữ hình cốt xin được nha. Chủ yếu là mình sẽ đi vào trong khám tổng trạng nè, mình mô tả thôi, có chữ hình cốt xin không thì mô tả ở đây ha. Có tái phân bố mỡ vùng bụng, vùng gáy hay không, có teo cơ tứ chi hay không, có mỏng da hay không, có vết rạn da bụng, có xuất huyết dưới da gì hay không, không có gì hết ha, là thiếu ha. Đào Khả Thanh cho tôi nhận xét về tóm tắt bệnh án. Đào Khả Thanh. Dạ nghe cô ơi. Cho tôi nhận xét về phần tóm tắt bệnh án. Dạ thưa cô, là cái sắp xếp của bạn chưa hợp lý lắm. Rồi, anh chỉnh sửa sau đây. Bạn chưa quy hồi lại thành các hội chứng triệu chứng không? Bạn nhìn nó kể là một số triệu chứng liên quan chỉ kể được chưa quy về một cái hội chứng con. Rồi trong các về tiền sử bạn cũng sắp xếp một cái liệt mạch không? Nên khó theo dõi. Như vậy gì trong tóm tắt bệnh án này mình coi.
hội chứng phát sinh có không ha, của học thấy đi vào luôn. Thứ hai là lâm sàng có khám có dấu hiệu thiếu máu đúng không, thì mình coi khám các cái dấu hiệu khác nữa có hay không, da niêm nhợt rồi ngoài ra các cái dấu hiệu thiếu máu khác có hay không, để mình coi bệnh nhân này có vấn đề thiếu máu hay không. Hoặc là có thể mình đưa vào nó vào một cái gì, triệu chứng toàn thân đúng không, triệu chứng toàn thân thì cái này mình sẽ đưa lên đầu ha. Ví dụ như là sốt, mệt mỏi, chán ăn, rồi da niêm nhợt, tức là tình trạng thiếu máu đó, có khả năng trong bệnh lý tự miễn nó cũng mình có thể tống được nó vào cái triệu chứng toàn thân cũng được. Rồi các cái triệu chứng tại các khớp là đau khớp hiểu viêm, vậy là được rồi, không cần đột ngột dữ dội đó ha. Và đau khớp tức là có triệu chứng viêm các cái khớp, hai chấm mình liệt kê ra ha, khớp nào đó là đau. Mình nói viêm khớp tức là nó gồm có triệu chứng đau khớp hiểu viêm kèm các cái triệu chứng gì, sưng nóng, giới hạn vận động khớp, là người ta hiểu đó là tình trạng viêm khớp rồi ha. Rồi mình kể ra các cái khớp, rồi mình kể thêm một cái tính chất nữa đó là gì, đủ sướng ha, và có dấu hiệu cứng khớp buổi sáng trên 30 phút. Và quan trọng là cái gì, bệnh nhân này chưa có biểu hiện biến dạng các cái khớp đúng không. Rồi phù hay chi dưới thực ra là do cái gì, cho nên chỗ này ghi triệu chứng đơn độc như thế là tóm tắt bệnh án không không phù hợp ha, mình phải coi nó có liên kết với những cái triệu chứng về dinh dưỡng hay về tiết niệu hay vấn đề gì khác hay không, mà chỉ ghi một cái chữ phù hay chi dưới như thế thì cũng chưa đạt ha. Tiền sử thì mình phải ghi rõ tiền sử ra, ví dụ tiền sử liên quan tới khớp mình đưa vào trước, ví dụ cũng biểu hiện viêm khớp tương tự cách đây 2 tháng chưa chẩn đoán, chưa được chẩn đoán chẳng hạn ha, rồi có tăng huyết áp v.v. Rồi đến phần chẩn đoán, Nguyễn Thảo Uyên chẩn đoán như vậy được chưa? Nguyễn Thảo Uyên đúng không ạ? Nhận xét cho tôi phần chẩn đoán sơ bộ và chẩn đoán phân biệt. Trần Minh Trí. Dạ thưa cô, là cái chẩn đoán sơ bộ của bạn là để theo dõi thì em thấy nó cũng chưa phù hợp lắm. Alo. Em cứ nói đi, em cứ nhận xét đi. Dạ, cái em là nghĩ là viêm khớp dạng thấp theo tiêu chuẩn của ACR trên ELA. Cái biến chứng này em nghĩ là có ghi, còn cái giai đoạn thì tính theo cái giai đoạn 2 là cũng phải phù hợp, cô còn thêm cái bệnh là tăng huyết áp nữa. Rồi. Dạ. Còn cái chẩn đoán phân biệt, em nghĩ bạn chẩn đoán cái khối qua khớp, mà khỏi cái khối qua khớp nó chắc khỏi ghi giai đoạn, chỉ ghi cái khối khớp đơn độc thôi. Với cái chẩn đoán của sơ bộ, cái nghĩ viêm dạ dày cấp do thuốc, em cũng không thấy trên phần tiền sử có sử dụng thuốc hay không, mà sao bạn ghi là có thuốc nữa. Ừ, cho nên là cũng không có phù hợp. Rồi thì em xin bổ sung như đó. Rồi được rồi. Diễm Ly. Alo, dạ có. Rồi, bổ sung cho tôi phần chẩn đoán. Có vấn đề gì cần bổ sung không? Em cũng nghĩ như bạn đó cô, là mình nên là thêm cái
có tăng huyết áp và bệnh nền nữa, trên tăng huyết áp nữa. Em hết rồi cùng. Chứ một cái bệnh nhân này là một cái bệnh nhân nữ, tuổi cũng phù hợp vào việc bị viêm rất là nhiều khớp. Đối xứng đúng không? À, như vậy mình nghĩ đến là mình chẩn đoán sơ bộ là một cái viêm khớp dạng thấp theo ACR là 2010 được tiến triển ha. Được tiến triển hay không mình phải chẩn đoán chứ ha. Bệnh như một cái bệnh nhân viêm khớp dạng thấp mà không có được cấp, được tiến triển ổn định thì họ cũng bình thường, họ không vào viện, họ không đến với mình. Do đó đầu tiên mình chẩn đoán là bệnh nhân có một cái viêm khớp dạng thấp theo ACR là 10 được tiến triển hay là không, đúng không? Và dĩ nhiên là được tiến triển mức độ gì đôi khi mình cũng cần phải đánh giá nữa ha. Thậm chí mình phải đánh giá có thể dựa vào thang điểm VAS khi mình chưa có các cận lâm sàng, được không? Rồi chưa biến chứng, cái từ chưa biến chứng thì rất là khó nói ha. Có những cái bệnh lý mình được có để biến chứng hay không biến chứng, đặc biệt là bệnh này ha, cho nên là mình không có cần biến chứng hay không biến chứng, mình chưa tầm soát được thì mình không nói được ha. Rồi giai đoạn 2 theo Stem thì giai đoạn 2 hôm qua tôi có nói mình có thể chẩn đoán lâm sàng được, mình dựa vào cái thời gian bệnh, dựa vào cái chức năng vận động sau khi bị viêm khớp, dựa vào cái biến dạng khớp trên lâm sàng có hay không, vân vân ha. Thì dĩ nhiên cái này mình cũng qua theo dõi thôi, sau đó mình sẽ có hình ảnh học X-quang để hỗ trợ tăng huyết áp và viêm dạ dày cấp gì đó ha. Thì dĩ nhiên nghĩ do thuốc hay không mình phải có những cái bằng chứng để mình biện luận ha. Cho nên đôi khi mình chẩn đoán nhiều quá mà mình không có bằng chứng để mình biện luận thì sẽ rất là khó. Và phân biệt với một cái thoái hóa khớp, dĩ nhiên mình sẽ chẩn đoán là thoái hóa đa khớp, ví dụ như là đa khớp tức là bệnh nhân này có khớp đàn tay rồi khớp gối vân vân ha. À, thoái hóa đa khớp có phản ứng viêm vân vân. Nhưng mà trên lâm sàng hiếm khi nào có những cái bệnh nhân bị thoái hóa khớp mà biểu hiện viêm nhiều khớp như thế ha. Dạ con, cái bạn Nguyễn Thái Nguyên á, mic bạn bị hư, bạn có nhắn trên khung chat đó cô ạ. Rồi, tôi thấy rồi, tôi thấy rồi, tôi mới gọi người khác nha. Rồi. Và như vậy khi mình biện luận mình phải dựa vào tiêu chuẩn này. Mình coi bệnh nhân này về mặt lâm sàng có bao nhiêu tiêu chuẩn, chứ mình không có nói là bệnh nhân nữ đau nhiều khớp rồi tôi chẩn đoán là viêm khớp dạng thấp. Nắm được không? Dựa vào tiêu chuẩn này về mặt lâm sàng, bệnh nhân có tổn thương các khớp nhỏ, bao nhiêu khớp nhỏ, bao nhiêu khớp lớn, rồi thời gian mắc bệnh bao lâu, à tôi được bao nhiêu điểm. Ví dụ bệnh nhân này có khi là được đã được 5 điểm về lâm sàng kèm thời gian mắc bệnh trên 6 tuần đúng không, thì bệnh nhân này đã được 6 điểm rồi thì chỉ cần làm thêm các cái cận lâm sàng khác, ví dụ như là RS, PCCB và các cái xét nghiệm đánh giá tình trạng viêm vân vân ha. Rồi như vậy mình đề nghị cận lâm sàng, cái cận lâm sàng đề nghị như vậy là có phù hợp chưa? Hải Hải Nguyễn, Đào Hải Nguyễn hay Nguyễn Nguyễn gì nè bạn? Dạ nghe tôi. Rồi cho tôi nhận xét về cái phần đề nghị cận lâm sàng có phù hợp chưa? Dạ em thấy cũng phù hợp. X-quang xét nghiệm để chẩn đoán là yếu tố dạng thấp, PCCB, CRP tức độ máu lắng, X-quang khớp bàn ngón tay hai bên, rồi X-quang khớp cuối ngón chân, chụp nhiều chỗ vậy là sai nha. Phải chụp cái vị trí nào tổn thương
nhiều trên lâm sàng, đặc biệt là tổn, nếu có tổn thương khớp bàn tay thì mình sẽ ưu tiên gì, chụp x-quang khớp bàn tay hai bên nha, chứ mình chụp nhiều vị trí như vậy là không phù hợp. Rồi hỗ trợ điều trị là công thức máu, điện giải đồ, mọi thứ nha. Rồi axit uric để làm cái gì, vì RF lại lặp lại nữa ha. Cho nên mình nhìn thấy mình phải nhận định coi cái giết tùm lum tùm lá hết trơn, vậy là không đạt yêu cầu. Axit uric đâu có cần thiết, RF là lặp lại ha. Rồi như vậy còn thiếu cái gì, nếu mà so với cái bài lý thuyết của mình vẫn còn thiếu á, chưa có x quang ngực thẳng, chưa có cái mặt cơ chẩn đoán viêm gan siêu vi B, siêu vi C ha, để mình hỗ trợ mình điều trị ha. Rồi với các cái cận lâm sàng đã có, với các cái cận lâm sàng đã có thì mình chẩn đoán như vậy có phù hợp chưa? Bạn Mai Trọng Hoãn, alo, với những cái cận lâm sàng đã có trên trong bệnh án mình đã cung cấp đó, thì các bạn thấy là mình chẩn đoán như vậy có phù hợp chưa và biện luận cái chẩn đoán mình coi. Dạ cô, là trên cận lâm sàng có chưa có kết quả X quang của các khớp nên bạn chẩn đoán là viêm khớp dạng thấp thì nó chưa đủ điều kiện nè. Đang chẩn đoán xong chẩn đoán đi. Dạ cô, là chúng đó là viêm thấp và dạng thấp à? Thì bạn chẩn đoán viêm thấp dạng thấp rồi đó, giờ mình chẩn đoán sao đây? Giờ chưa biết cô ơi, nhưng mà coi chưa đấy. Chưa biết luôn. Minh Vương, dạ có cô. Cho tôi nhận xét về chẩn đoán đã, có những cái tiếp cận lâm sàng như thế đó, mình chẩn đoán sao cho phù hợp đây. Cô này có thể chẩn đoán viêm khớp dạng thấp nhưng mà chưa có phân được cái giai đoạn, không? Tại vì chưa có cái X quang cái khớp. Hôm trước tôi nói rồi, bây giờ viêm khớp dạng thấp á, bệnh nhân này có đủ xét nghiệm hết trơn rồi, đúng không? Còn thiếu cái gì? Mình chẩn đoán viêm khớp dạng thấp, cái tiêu chuẩn ACR là 20 đạt bao nhiêu điểm phải mở ngạch đi ra. Bệnh nhân này đủ điểm không? Đủ hết trơn rồi ha. 5 điểm cộng 1 điểm thời gian là 6 điểm. Và cộng theo cái RF anti-CCP du tính cao thì kết quả là 3 điểm nữa, là 9 điểm. Chỉ còn cái thiếu cái gì? CRP có không? Bệnh nhân này có là xét nghiệm CRP không? Dạ có. CRP không thấy gì mà biện luận là có CRP tăng cao, cho nên là không có phù hợp ha. Acid uric cho là thừa, trên bệnh nhân này có khi mình không cần phải làm acid uric máu ha. Như vậy đợt tiến triển
mức độ như thế nào chưa đủ, mà không có cần biến chứng hay không biến chứng mà phải đợt tiến triển, với gì mình điều trị dựa vào đợt tiến triển, mức độ của đợt tiến triển. Như vậy thì đợt tiến triển mức độ chưa làm luôn, như vậy bắt buộc mình phải là đánh giá thang nghiệp phát lúc đầu nha, hoặc là mình sẽ có CRP, mình sử vào dựa vào cái thang điểm DAS 28 CRP. Mình lên Google để mình gõ các cái thông tin, các chỉ các cái khớp đau, các cái khớp viêm, xét nghiệm CRP, chỉ số GH, và nó sẽ cho ra cái chỉ số đó 28 CRP ha. Nếu chỉ số này trên 5.1 là được tiến triển mức độ nào. Trong bài lý thuyết mình có bắt buộc mình phải phân tích như thế ha. Và viêm khớp dạng thấp này giai đoạn 2, stem broker thì mình biện luận về mặt lâm sàng ha, cũng được ha. Và trên bệnh nhân này chưa có cái xét nghiệm mặt cơ viêm gan B, C, chỉ có X quang ngực thẳng là bình thường thôi, bắt buộc mình phải bổ sung thêm xét nghiệm để mình điều trị gì, điều trị. Và công thức máu cũng không có, công thức máu thì chỉ ghi MCV, MCH được không các bạn? Sai, mình phải đánh giá tôi có thiếu máu gì hay không. Các cái dòng tế bào máu là phải cả ba dòng tế bào máu, bạch cầu, tiểu cầu, hồng cầu để mình điều trị methotrexate, mà cái này không ghi gì cả là thiếu rất là nhiều à, cho nên là không được, bắt buộc mình có thiếu máu hay không, các cái dòng bạch cầu, tiểu cầu có gì vấn đề hay không để mình điều trị nha. Cho nên là trên cái bệnh án này vậy là không đạt yêu cầu. Như vậy đội bổ sung cái dược ca này là nếu bệnh nhân này không có vấn đề về thiếu máu, xét nghiệm viêm gan siêu vi B, C mọi thứ đều ổn bình thường, hoặc là có thiếu máu mức độ nhẹ thôi, các dòng còn lại thì trong bình thường, thì vấn đề của mình điều trị tiếp theo như thế nào ha. Như vậy trên bệnh nhân này là được tiến triển có khả năng là mức độ trung bình đến nặng, nó chắc chắn là như thế ha. Nhưng mà thiếu các cái thông tin bắt buộc mình phải đánh giá khi mình đi làm bệnh án và lâm sàng, mình phải đánh giá thêm ha. Và giai đoạn 2 có thể chẩn đoán được. Nếu bệnh nhân này có nhiều yếu tố nguy cơ mình nghi ngờ loãng xương thì mình sẽ theo dõi loãng xương để mình tầm soát thêm cái mật độ xương cho bệnh nhân ha. Rồi như vậy đối với bệnh nhân này mình sẽ cái nguyên tắc điều trị mình sẽ như thế nào đây? Vũ Đức, Nguyễn Vũ Đức. Cô nguyên tắc điều trị là mình điều trị triệu chứng, điều trị cơ bản với điều trị hỗ trợ cho bệnh nhân. Mình phải triển khai ra chứ, đâu có nói những cái câu chung chung như thế. Điều trị triệu chứng thì như thế nào, điều trị cơ bản như thế nào và điều trị hỗ trợ như thế nào. Hôm trước mình đã nói rồi, hôm qua mình đã có nói rồi. Ngọc Thảo, Ngọc Thảo, nguyên tắc điều trị sao? Ngọc Thảo không có phải không? Không có thì lớp trưởng điểm nhanh cho tôi nha. Thành tài, Phan Thành Tài. Dạ có em. Dạ cô làm về triệu chứng thì trước tiên kiểm soát cái triệu chứng viêm đau của bệnh nhân, như là có thể cho nhóm giảm đau thông thường và các nhóm cộng với cái nhóm NSAID như là diclofenac hay là cái nhóm cấp 2 như lucicam. Thứ hai là điều trị cơ bản bệnh nhân thì
có thể là điều trị bảo vệ chức năng của khớp hoặc là sử dụng thuốc chống thấp khớp. Cụ thể là thuốc gì? Dạ, thường là mình sẽ sử dụng methotrexate, uống liều 10 mg mỗi tuần một lần, và sau đó duy trì một lần mỗi tuần, giảm liều xuống khoảng 7,5 tới 10. Rồi sau đó là mình điều trị hỗ trợ và điều trị các bệnh lý phối hợp nội khoa của bệnh nhân như là dạ dày hay là cảm giác, để phòng ngừa có biến chứng không? Em trên hết. Như vậy bệnh nhân này được tiến triển mình chưa có đánh giá mức độ đảm đã trung bình đến nặng thì mình sẽ điều trị gì? Triệu chứng dựa vào đợt tiến triển ha. Như vậy mức độ trung bình đến nặng, về khi mức độ nặng đi mình phải điều trị bằng cái gì chứ không phải dùng đau thông thường và NSAID, bắt buộc phải sử dụng corticosteroid liều toàn thân liều 40 mg trên ngày, điều trị 5 đến 7 ngày, đánh giá lại và giảm liều rất là nhanh, có thể cộng kết hợp với giảm đau thông thường, nhưng bắt buộc mức độ nặng thì phải có corticosteroid mình nói đáp ứng với điều trị ha. Bệnh nhân này điều trị methotrexate 10 mg một tuần uống và phải kết hợp với axit folic liều tương đương. Uống sau ngày uống methotrexate trong tuần. Rồi kiểm soát các yếu tố phối hợp, những cái bệnh lý phối hợp kèm theo trên bệnh nhân. Vấn đề quan trọng bây giờ khi bệnh nhân ổn ra viện thì mình phải có những cái dự phòng gì cho bệnh nhân. Mình thả bệnh nhân về với bên này sử dụng corticosteroid liều vậy người ta uống hoài luôn, uống hoài luôn rồi sẽ bị bursting suy tủy thận và gãy xương tử vong do những cái biến chứng khác, hoặc là những cái tác dụng phụ của methotrexate uống hoài luôn rồi mới mốt xơ phổi, ảnh hưởng các cái dòng tế bào máu, tổn thương gan, chức năng thận vân vân. Như vậy quan trọng là mình phải gì, mình phải khi mình ra viện mình phải có những cái dự phòng cụ thể mình giải thích cho bệnh nhân ha. Quái khám để thực hiện các cái cận lâm sàng trong bài mình có nói mỗi tháng một lần xét tính nghiệm lâm sàng, xét nghiệm các cái gì, công thức máu, chức năng gan, chức năng thận ha, vân vân. Ổn thì mỗi 3 tháng đúng không, để coi hiệu quả của methotrexate, đáp ứng của điều trị và tác dụng phụ của methotrexate, và sau đó mình giảm liều methimbrexafolone đến đến thời điểm mình có thể ngừng hẳn và chỉ cần sử dụng methotrexate là được, đúng không? Dĩ nhiên là mình sẽ dự phòng các cái bệnh lý kèm theo nữa chặt chẽ ha. Rồi, các bạn có trao đổi gì về bệnh án này? Thưa cô, cái cho em hỏi cái cô, cái methotrexate mình sử dụng suốt đời luôn hay gì cô? Nguyên tắc là mình sử dụng dài hạn, tối thiểu là 5 năm. Nếu bệnh nhân đạt được lưu bệnh khi mình đánh giá thân nhiệt test 28 CRP dưới 2.6 kéo dài nha. Và thời gian sử dụng thuốc phải tối thiểu đạt được 5 năm, nếu bệnh nhân đạt được cái đó mình có thể ngưng thuốc để mình theo dõi. Nhưng nếu bệnh nhân tái phát thì bắt buộc phải gì? Phải sử dụng lại nha. Dạ, em hỏi cái Cái này bệnh cô, lý thực mình tiễn mình không được lại được. dạ cái methotrexate khi mình sử dụng mà cũng như nó kém đáp ứng, mình có thể kết hợp với cái thuốc khác không cô, mà cũng trong nhóm điều trị cơ bản không cô? Đó. Nhưng mà những cái khuyến cáo mới gần đây thì thay vì mình sẽ tăng liều với tư cách sát thường 10 mg chỉ là liều căn bản, mình sẽ tăng liều ha. Tăng liều 2,5 mg mỗi mỗi 6 tháng. Đến liều tối đa là 20 đến 25 mg. Và có thể kết hợp với những cái nhóm
sulfasalazine, hydroxychloroquine. Tuy nhiên sau này những cái khuyến cáo mới thì người ta thấy là nếu bệnh nhân sau 6 tháng đáp ứng không đầy đủ với methotrexate, người ta cũng có xu hướng, hoặc là bệnh nhân có những cái yếu tố tiên lượng nặng như là có các cái yếu tố tự miễn dương đứng cao, tổn thương nhiều khớp, người ta có thể xem xét sử dụng nhóm thuốc sinh học ha. Sau này là những cái nhóm thuốc mà kháng như tại cái chương 6, kháng TNF alpha, kháng tế bào lympho B, vân vân. Như vậy có thể kết hợp được ha. Nhưng mà xu hướng sau này người ta ít khi nào người ta kết hợp, người ta sẽ thay đổi cái điều trị cao hơn so với hiện tại, thay vì kết hợp những cái thuốc, nhóm thuốc cổ điển như thế ha. Dạ dạ em cảm ơn cô. Rồi, nếu các bạn không có gì trao đổi thì tôi sẽ gửi thêm một bệnh án để các bạn tự phân tích thêm ha. Hoặc có gì vấn đề chắc mắc hay thắc mắc thì có thể tổng hợp lại gửi qua nhóm trưởng và tôi sẽ giải đáp ha. Cô cho em hỏi cái nồng độ bình thường của NS với DCCD luôn. Tìm hiểu trên mạng thì NS nó nhỏ 14 ml, còn DCCD thì nhỏ 17. Mà trong cái bản án này cái đơn vị gì mua? Đơn vị nó sai đó, đừng nói là đơn vị gì. Đa số các cái ngưỡng của mình là NS sẽ dưới 14 UI, tức là đơn vị trên ml ha. Và anti-CCP là sẽ gì? Dưới 17 đơn vị trên ml, tức là UI trên ml đó, thì đơn vị chung cho tất cả các cái labo nó đều như thế. Có khi ở đây bệnh án người ta viết sai đó ha. Cho nên đơn vị chung của nó đều là đơn vị trên ml ha. Thì trong bệnh án này nó cũng như thế, mà có khi các bạn làm bệnh án ghi cái đơn vị sai thôi ha. Dạ cô cho em hỏi là trong bệnh viêm khớp dạng thấp thì mình có thể sử dụng diacerin được không cô? Như vậy trong bệnh viêm khớp dạng thấp thì diacerin không có vai trò. À, diacerin là thuốc kháng viêm đạt lutein 1 beta. Và trong bệnh viêm khớp dạng thấp thì vai trò của yếu tố viêm đạt lutein 1 beta nó không có gì, không có rõ ràng. Và như vậy trong cái phác đồ điều trị thì không có vai trò của kháng thể lên trên một beta ha, trong điều trị bệnh khớp dạng thấp. Dạ em cảm ơn cậu. Rồi như vậy là tôi sẽ đi họp mình kết thúc ở đây ha. Nếu các bạn có gì cần trao đổi thắc mắc thêm thì mình cứ tổng hợp lại gửi cho nhóm trưởng và gửi cho tôi nha. Dạ cảm ơn cậu.